Này anh em tiếp tục có chương trình giao lưu bắn nỏ hướng đến dỗ tổ Hùng Vương. Không khí rất đông. Đang tập luyện để chuẩn bị giải thi đấu. Đây đang là màn khởi động đây. Các nỏ thủ đến từ các tỉnh lân cận. Thế là ngoài không bắn đâu thế? Bắn đi. Bắn đi ra đây. Cả hội thi có một tay nỏ nữ mà lại không bắn. À tiền bắn là mỗi người 50 nhỉ? 50 thôi. Tiền giả. Thế là phải đóng thêm nhỉ? 4 người là phải đóng thêm nhỉ? 4 người. 4 người không ăn rồi chứ. Không ăn thì đã. Anh bắn bao nhiêu? Chỉ 3 người ăn thôi mà. 2 người ăn và 2 bạn. 3 bạn. Đây. Rượu tre tí. Anh bắt đầu triển khai đâu. Nó triển khai đâu. Giao thử 3 tên 2 tên phải không? Cứ thử thoải mái đi. Chúng ta bắt cứ thử 2 tên. Mỗi một lượt thử 2 tên. Một lượt thử 2 tên thôi chứ thử thoải mái là hết giờ đấy anh ạ. Lâu lắm á. Lâu lắm. Vẫn làm đấy. 2 3 tên đi. Không mình cô được. Mang cái dây cũ đi cả bán hàng nó. Nhưng mà dây cũ chỉ sợ đứt. Ô, thế có hẳn dây cả. Ừ. Cái dây này vừa quay em mới làm. Nhưng mà chụp bằng luôn. Tên lã lồ. Không, không phải học về mà. Dây 2 nhỉ? Để cho nó dọc cho nó đúng vị trí vào. Xanh nỏ. Ôi, con gió này. Cái vào... À. Tên nó còn đi đây. Ôi, không tới đâu. Điên à. Không phải. Phải đi lắm. Mà mưa gió này thì ăn luôn cái này. Thôi thôi à, phải bắn ở trường mà. Không muốn thì thôi, có gì. Chú bố thì thôi. Chẳng muốn thì thôi, chứ hết cái vấn đề gì. Bắt đầu. Nắm mạnh. Chú bố. Nắm mạnh à? Đấy, nỏ thủ. Thử được vài tên. Ôi trời ơi, đã ăn ngay vòng 8 buồn rồi đây này. 8 thôi. Úi giờ này là ghê rồi. Tên này có phải chắc ấy nhỉ? Tên chắc, tên này chắc ấy. Tên này chắc. Bây giờ đang công tác chuẩn bị nhá. Này anh em các nỏ thủ của tỉnh Phú Thọ đang tụ hội tại Yên Lập. Chúng tôi đang có chương trình giao lưu. Bây giờ đang là phần thử bia, thử nỏ khởi động của anh em. Các bạn chuẩn bị hồi hộp đón xem những cái màn thi đấu cực kỳ căng thẳng nảy lửa. Bác Sơn để bác Sơn vào thi đấu luôn. Anh em bắt đầu thử nỏ này. Mình bắn đứng xong bắt đầu bắn quỳ sau. Cao quá. Tên đi có vẻ ổn đúng không? Tên không có vẻ. Ông thử không ơi? Mời anh em đến với phần thi đấu đầu tiên của lão tướng Xuân Sơn. Đấy, chào nhá. Con ngỏ thủ đến từ tỉnh. Hôm nay thì mình muốn vận viên là vận động viên đầu tiên tham gia chương trình bắn nỏ sáng ngày hôm nay. Một tên thứ nhất rất tốt đấy. Bác đã có rất nhiều năm kinh nghiệm cho nên là vào thi đấu là rất là bình tĩnh. Nay chúng tôi tụ họp được học được 14 xạ thủ cao thủ nhất. Đấy, rất tốt. Đây nỏ thủ Trường Giang cộng YouTuber đến từ Việt Trì. Đấy. Bạn em bắn thử bắn ra ngoài bắn thử bắn quay bắn chân tên thứ hai thế còn gì nữa không nhưng mà đây có mấy kênh YouTuber này Hồng này Trường này Quyền rất tốt. Tên thứ ba cái chính cái này đang vẫn là trừ hao thì cái bay hiểu như lắm lắm chặt chứ nhưng mà chả hiểu là lúc nãy thế mà lấy chắc trừ đi thế này bên này à cho anh khi nói nhá. Thôi anh nhỉ? Mà xem mày, cần chú chứ? Không, cảm ơn, cần ít
Tên thứ tư. Còn một tên nữa. Còn một tên nữa. Anh gọi làm gì bắn vào này. Được hai tên vào hoàng xanh xanh gì phải không? Bắn trên trường không phải không? Đây là mình đánh. Được hai tên vào xe nhỉ? Không đằng nào vẫn phải đặt người ta giờ đấy. Tốt, rất tốt. Vâng. Đã kết thúc phần thi đấu của vận động viên thứ nhất. Nay trời mưa rất to nên anh em tôi phải bắn trong hành lang của một có một tên 10 nhá. Có 10 đấy chứ, tôi bắn được đấy. 10. 10. Rất tốt. 8. Bố đang bắn đầu tiên đi. 8. 4. 4. 5 5 5 anh ơi, con đến 5, con đến 5 chứ. 5. 6. 6 7. 7 6 là à đúng rồi đúng rồi 4 4 4 đang bán đang 4 rồi. Bán gì? Có con 10 đấy. Ừ ừ. À vận động viên thứ nhất là có một điểm 10 rồi. Trân trọng giới thiệu với anh em, đây là vận động viên Mạnh Hùng. Xạ thủ vô địch của xã Quân Khê. Bạn đứng trước em ạ. Thử đi, cứ thử thoải mái đi. Ôi cho dưới cái họ. Anh đã nhiều năm liền vô địch rồi. Rất tốt đấy. Lên một tí. Thử đi, cứ thử thoải mái đi. Thử hai tên. Đừng quay sang anh kia. À đang thử thôi gì? Bắn tên thứ thường này có vẻ ổn đấy. Được rồi. Bắn chúng đi đi. Rồi, kết thúc hai tên thử. Có 5 tên xanh để thì cho ông loại ông bắn rồi. Bỏ 5 tên xanh thì cho ông loại ông bắn. Bây giờ là phần thi đấu chính thức của Mạnh Hùng. Rất tự tin đấy. Hy vọng là anh sẽ đạt điểm tối đa. Hai chục người. Rất tốt. Quang đấy nhỉ? Sao ấy nó quang đây nhỉ? Hơi lắc một chút. Con tên này chuẩn. Tên thứ nhất. Quang tên đầu tiên 3 điểm. 2.000 cổ động viên. Xem vui lắm đây. Có khoảng 2.000 cổ động viên. Được, 10 điểm. Tốt. 9. 10 thì cũng được. Được rồi. Đi ra ngoài là mất tên đúng không? Đi ra ngoài là mất 5.000. Vận động viên Mạnh Hùng là một là vận động viên đẹp trai nhất hội thi hôm nay. Anh bắn rất tự tin. 3 tên rồi. 56 năm 6 năm để vòng 3 máy quyền giúp được không? Được. Chứ là tiền nữa ấy nhỉ? Theo tiền. Đáng phát ạ? Đúng rồi. Đáng phát. Tăng lên tăng xuống. Trình độ lên lệch ít. Ờ đấy. Thế mình trừ 2 cái sao đấy. Đấy. 4 tên. Rất còn chắc. Còn tên nữa. 10 đấy. Rất chắc tay đấy. Chưa còn một tên nữa. Còn một tên này nữa. Chưa. Làm rồi. Cộng điểm luôn đi tổng đi cu. Không tổng điểm mà luôn đi. Bác Sơn được bao điểm? Gần đến nhìn thấy ấy. Rồi. Đấy, hai cái vòng 9 này này. 9. 9. Ghê đấy. 6 5 4 3. 3. 3. 2. Hai tên đấy bỏ luôn đi rồi đó. Chưa loại được tên. Anh em Mạnh Hùng 29. À, kết thúc phần thi của vận động viên thứ hai. Vận động viên lão tướng Kim Sơn là 30 điểm và Mạnh Hùng là 21 điểm. Bây giờ mời các bạn chuyển sang đến các vận động viên thứ ba.